Vâng, và chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em, gửi tới bác một bộ dàn nghe nhạc xem phim đỉnh cao của Bose. Đó là bộ Bose Lifestyle, à xin lỗi bác, Bose Soundtop 535 series 3, một trong những phiên bản gọi là cao cấp nhất của Bose trong phiên bản Soundtop. Thì có một cái điều mà hơi đáng tiếc, hiện tại Soundtop đã là phần mềm người ta đã ngừng, Bose họ đã ngừng hỗ trợ về phần mềm Soundtop. Do đó là họ ra phiên bản phần mềm mới. Thì bộ này, nhưng mà bộ này vẫn là một bộ xem phim đỉnh cao, và cách đây khoảng mấy năm thì đã được bán xuất xưởng với mức giá lên tới hơn gần 100 triệu, tức là khoảng 99 triệu bộ này, hàng mới tinh. Bây giờ thì mức giá hàng cũ đã hạ nhiệt rất là nhiều rồi, và mức giá gần 99 triệu đó thì còn chưa bao gồm những cái chân chân đế gì kìa, chưa bao gồm chân đế. Bây giờ thì khi mà các bản phiên bản mới ra đời thì giá của hàng cũ đã hạ nhiệt và có mức giá rất là tốt. Bộ này các bác sẽ có mức giá cho tất cả mọi thứ sẽ chỉ có giá là 31 triệu 800 nghìn đồng và được hỗ trợ bảo ship toàn quốc. Và không để các bác chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ đây thì em sẽ quay lại gần và em review cho các bác những cái sản phẩm cũng như là một số quà tặng của cái ông chủ người Nhật. Ông ấy mua, ông ấy tặng luôn cho ông đã sắm cho bộ dàn, và khi mà đấu giá được về Việt Nam ấy thì nó cũng có kèm theo phụ kiện đấy luôn. Đó, 31 triệu 8 các bác nhé. Đây, đầu tiên là gì? Các bác sẽ có một bộ loa cực kỳ to và khủng như này. Rất to các bạn, thực sự luôn. To lắm, nó ngang tay của em 27 phân, mà cái này nó khoảng đâu đó khoảng chắc khoảng tầm 22 23 phân rồi. Với cái bên ngoài bọc một cái lớp kim loại được sơn tĩnh điện và có logo bầu ở giữa dưới. Hai bên sẽ là hai con loa và được hắt về hai hướng nhé. Bình thường một số loa nó sẽ điều chỉnh sẵn đi đi lại, những cái đuôi loa này nó sẽ cố định luôn và nó đặt cái hoa loa ở trong hướng ra bên này. Một cái loa và hướng trên này hướng sang bên kia, tức là hai loa hướng với nhau để tạo cái độ âm thanh surround hay nhất cho các bác. Kèm vào chân gang như này. Chân gang đây là phụ kiện mua thêm ấy. Nếu mà các bác mua mới thì sẽ không có chân gang này đâu, mà chủ bên Nhật họ mua cái chân gang này, họ có phụ kiện mua thêm. Như vậy là các bác mua về sẽ có một chân gang để các bác treo như này luôn. Rất đẹp và xịn sò. Đấy. Cái bộ này thì nó nhiều phụ kiện lắm. Phụ kiện này thực ra thì nó hên xui các bác, nó phụ thuộc vào người chủ họ dùng, họ mua những cái gì, phụ kiện nào thì chúng ta em mua về Việt Nam em bán thì nó sẽ có thêm phụ kiện đó thôi, chứ thực tế nguyên bản của nó sẽ không có phụ kiện đâu. Nếu mà mua mới không có phụ kiện. Đây là loa surround. Đấy. Và kèm cho chúng ta là gì? Một cái bộ phụ kiện nữa để có thể vừa bắt ốc, có thể các bác treo cũng được, các bác bắt ốc cũng được. Đây là phụ kiện theo cái bộ chân đế. Và đây là loa surround của hãng. Tất cả các thiết bị này đều được sản xuất tại Mexico các bác. Đều được sản xuất tại Mexico và xuất về thị trường Nhật. Đấy. Do đó các bác yên tâm, rất là xịn sò luôn, chất lượng cực kỳ tinh xảo. Và đối với bộ này ấy, thì cái cục sao tót nó không còn giá trị nhiều bởi vì nó không còn phần hỗ trợ phần mềm nữa, cho nên là ông chủ ở Nhật ông đã chuyển sang mua thêm một số phụ kiện mà khá là đắt tiền. Đây là cục Bluetooth của Bose. Em nhớ không nhầm là cục Bluetooth này mà Bose đang bán với giá khoảng 4 triệu thì phải. Đối với cục Bluetooth này đắt kinh khủng khiếp. 4 triệu của Bluetooth này các bạn. Để bắt Bluetooth vào, chất lượng âm thanh rất là ổn định, rất là hay của Bose luôn. Và đặc biệt là gì? Các bác sẽ còn được tặng thêm kèm cho các bác một cục gọi là Apple TV nữa, để các bác có thể sử dụng AirPlay luôn, tín hiệu từ bên iPhone theo thứ sang, và có thể hỗ trợ xem trên màn hình qua cổng HDMI. Con này thì không biết là đời bao nhiêu, nhưng mà đây là Apple TV thì cũng là đều là thiết bị xịn sò rồi, giá khá là cao. Và nếu mà combo này tính ra mua mới là khoảng hơn 100 triệu, và khi các bác mua cũ cả combo này thì để các bác chỉ với mua mức giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ có 31 triệu 800 nghìn đồng mà được bao ship toàn quốc. Có một số lưu ý là gì? Nó là điện Nhật đưa về Việt Nam, do đó các bác nên lưu ý các bác nên cắm qua cái đổi nguồn cho nó đảm bảo cái dòng điện là 100V cho nó bền hơn. Và con này thì các bác yên tâm là nghe nhạc xem phim rất là hay rồi, với một loa súp là súp bát kép. Đấy, súp ở đây thì khi chúng ta để loa súp ở đây thì chúng ta kê ở góc thì đảm bảo cho cái âm thanh loa trầm được tốt nhất truyền ra phía trước luôn, và bên trong sẽ là hai con súp bát kép. Ở phía trước đây cái cục control ở giữa này thì sẽ có một số cái tín hiệu điều khiển, đó là gì, sẽ có phần suộc chọn đầu vào này, setup và các cổng USB HDMI nữa để chúng ta kết nối vào cổng cổng AV. Bây giờ thì em sẽ quay sang phía sau để các bác xem những cái kết nối của nó. Thì đối với bộ dàn 5.1 này thì các bác hoàn toàn có thể chơi được phòng khoảng đâu đó 35 mét vuông đổ lại, cực kỳ hay. Đây là phía sau các bác, phía sau có rất là nhiều những kết nối, đó là gì, cục nối cục sao tót. Nhưng mà thực ra sao tót bây giờ gần như nó không có ý nghĩa, do là Bose người ta đã bỏ phần mềm sao tót và đưa ra một hệ hệ điều hành mới, hệ điều hành của Bose Bose Music. Thì đâm ra là những cái app đó người ta không nâng cấp nữa, do đó bây giờ nếu mà
gần như là không thể vào được sao tốt do họ bỏ cái phần mềm đó rồi. Thì các bác có thể hoàn toàn lựa chọn các phương án thay thế như là dùng cục Bluetooth rời Ugreen, hay là theo hãng thì có thể mua cục Bluetooth của Bose thì rất là dễ. Những bộ này thì rất là hay, ông chủ người Nhật ông mua đầy đủ luôn, thì gần như là chúng ta chỉ cần cắm là dùng thôi, rất là tiện. Ở đây thì sẽ có thêm một số ngõ kết nối nữa như cổng quang này, có tới 4 ngõ đầu vào HDMI ở phía kia. Đây các bác nhìn nhé, sẽ quay lại gần cho các bác xem những cái ngõ HDMI để chúng ta quan sát cho dễ. Đây, ở đây sẽ có một cổng là HDMI ARC để các bác có thể nối lên trên TV. Chúng ta sẽ điều khiển qua cái giao tiếp ARC, tức là Audio Return Control ấy, nối thẳng TV luôn cũng được. Và sẽ có HD, ngõ HDMI đầu vào như là 1, 2, 3, 3, 4. Thì con này em nhớ không nhầm là hỗ trợ hình ảnh lên tới một Full HD luôn cho các bác, để các bác có thể sử dụng. Và ở đây thì sẽ có rất nhiều ngõ line-in để các bác có thể kết nối đầu vào, cực kỳ là nhiều các bạn. Thì, và đặc biệt là gì, với chất lượng được lắp ráp tại Mexico như vậy thì đảm bảo cho các bác là cái độ bền linh kiện rất là tốt luôn. Và bộ này thì các bác yên tâm là hình thức còn rất đẹp các bác, rất đẹp và có mức giá cũng rất là tốt cho các bác. Đấy, bác nào mà quan tâm ấy, muốn mua hàng thì có thể đến hotline 0964 801497 để mua hàng. Về cơ bản hoạt động bình thường trơn tru và hình thức là đã qua sử dụng tương đối đẹp, bám bụi một chút thôi. Và trong bộ này các bác được tặng kèm phụ kiện là một cục Bluetooth của Bose nhé. Đây, các bác lưu ý, được tặng kèm một cục Bluetooth của Bose và một cái cục Apple TV. Cái này thì là bộ phụ kiện do ông chủ người Nhật ông ấy mua thôi, còn không phải bộ nào cũng có các bác. Rất là may mắn, còn cục sao tốt cũng có kèm ở đây nhưng mà nó không hoạt động được nữa, do là em bỏ ra ngoài, nó do hãng họ bỏ phần mềm, họ không hỗ trợ phần mềm nữa, không update được firmware lên trên nữa, nên là hơi hơi đáng tiếc một chút. Đó, Bose Soundtop 535 Series 3 phiên bản gọi là gì, có lẽ là loa rất là lớn thực sự luôn các bạn. Sau phiên bản này hình như là đã đến phiên bản cao hơn là phiên bản Lifestyle 650, là cũng phiên bản đắt nhất bây giờ, cũng khoảng hơn 100 triệu và rất đắt. Còn phiên bản 535 này cũng là phiên bản đàn em và mang lại cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ tuyệt vời cho các bác khi nghe nghe nhạc và xem phim. Ok, và video của em xin phép dừng lại tại đây, và ngay bây giờ đây thì em sẽ gửi tới các bác những bản nhạc test của con Bose SoundTop 535 Series 3 này, để các bác có cái quyết định mua hàng cho đúng đắn và lựa chọn sản phẩm cho phù hợp. Tất cả phụ kiện sẽ bao gồm thêm cả phụ kiện ở dưới đây nữa. Các bác, phụ kiện ở đây là sẽ có một cái cục là Adapt TIQ để các bác có thể căn chỉnh mic các thứ theo phòng của mình cho nó phù hợp theo căn phòng, và một số phụ kiện về chân đế nữa, dây lợi đầy đủ hết các bác nhé. Ok, và ngay bây giờ sẽ mời các bác cùng đến những bản test của Bose SoundTop 535 Series 3, phiên bản mà gọi là gần như xịn sò số má ở cái thời điểm cách đây khoảng 2-3 năm, rất là xịn sò luôn các bác nhé. Trái tim ngày trôi qua mỏi mòn,
chim tan giữa.